quý vị, sau một ngày làm việc với tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực và đầy trách nhiệm, chiều nay, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung chương trình đại hội đề ra. Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển, tập trung trí tuệ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khóa 13 trình Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố lần thứ 14, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khóa 13, tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo báo cáo văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và sửa đổi bổ sung điều lệ Hội khóa 12. Đại hội đã nghe 19 báo cáo tham luận của các cấp hội phụ nữ của các ngành có nhiều đóng góp tiêu biểu cho phong trào phụ nữ và các cấp hội. Các báo cáo tham luận đều khẳng định vai trò, sự đóng góp của phụ nữ trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, khâu đột phá là những tấm gương phụ nữ vượt khó vươn lên, tích cực trong lao động sản xuất, gương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19, là những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ 13. Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã ghi nhận và biểu dương tinh thần vượt khó, linh hoạt, sáng tạo cùng những đóng góp thầm lặng nhưng đầy tinh thần trách nhiệm của các cấp hội và hội viên phụ nữ đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Đà Nẵng nói riêng. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Tôi đề nghị các đại biểu về dự đại hội đề cao vai trò trách nhiệm, dân chủ thảo luận, lựa chọn những hội viên phụ nữ tiêu biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia vào ban chấp hành với một cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khóa 14 và lựa chọn được những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng để đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 với phương châm đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển. Tôi tin tưởng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công tốt đẹp. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho rằng Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14 là một sự kiện chính trị quan trọng tạo động lực mới cho các cấp hội và các hội viên phụ nữ toàn thành phố phấn đấu hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm của mình. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đã đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để công tác hội và phong trào phụ nữ Đà Nẵng ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh những kết quả đó vừa thể hiện vai trò trách nhiệm, công sức, đóng góp của cán bộ hội viên phụ nữ, vừa khẳng định vai trò vị thế của tổ chức hội trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hòa đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc mà Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh những kết quả đó vừa thể hiện vai trò trách nhiệm, công sức, đóng góp của cán bộ hội viên phụ nữ, vừa khẳng định vai trò vị thế của tổ chức hội trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận những cái thành quả rất đáng phấn khởi của thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. Hội phụ nữ thành phố cần đặt yêu cầu tiên phong đổi mới, sáng tạo trong ưu tiên chỉ đạo, trong cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bộ thành phố và chỉ đạo của Trung ương hội một cách rõ nét, phát huy thế mạnh về truyền thông, kết nối các lực lượng phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, kiên trì thực hiện mục tiêu tiên phong hành động vì thành phố an toàn, thân thiện và hạnh phúc, làm điểm nhấn nổi trội xuyên suốt trong quá trình phối hợp chặt chẽ thường xuyên với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị và các tầng lớp phụ nữ. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đại hội cũng đã thể hiện sự nhất trí cao trong công tác nhân sự, đã bầu 39 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức, tinh thần, trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội và vì sự tiến bộ bình đẳng của phụ nữ vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ 14.
đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, là sản phẩm trí tuệ, thể hiện ý chí, quyết tâm cao của ban chấp hành, của cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố, với quyết tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tiên phong hành động vì thành phố an toàn, thân thiện và hạnh phúc.